Nghe người giàu nói chuyện chưa? Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube Tô Màu cho những bức tranh của mình. Hôm nay mình có chuẩn bị sẵn một bức tranh vì ba anh em của nhà Simpson, một bộ phim hoạt hình khá là nổi tiếng của Mỹ này nhá. Mình sẽ tô màu tím cho mái tóc của nhân vật Lisa này trước. Sao chị có bảo người yêu đến tìm em đi? Để gọi điện đây. Sao chị có bảo người giàu lấy em đi, em đồng ý mà. Thì ba ông Long ông giới thiệu với ông Chi. Ai? Ông Long giới thiệu nào? Đủ rồi. Ông nào bị sức môi hay lửa dung chi là chi. Đúng không? Đúng rồi, sức khỏe lâu. Ông chưa giới thiệu đây cái gì? Không, chưa nghe. Sao ông Long bảo là em của ai được trừ thải? Sức môi lửa dung là người ở đâu? Đúng rồi. Và mình sẽ tô màu hồng cho chiếc váy của nhân vật Lisa này. Đây là bức tranh mình đã tô màu xong cho nhân vật Mario và chúng ta có thể tham khảo nhé. Và cái video tô màu này của mình sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quan tâm cũng như tiếp theo, nhân vật Homer, mái tóc của chiếc tô màu vàng trong mái tóc của cô bé. Và nếu mọi người muốn mình review sản phẩm, muốn mình tô màu sản phẩm nào, tô màu bức tranh nào thì hãy cứ để lại bình luận ở phần bên dưới. Mình sẽ đọc cái bình luận đó và mình sẽ vẽ theo cái yêu cầu của mọi người nha. Bye bye. Tiếp theo, chiếc áo mà cậu bé này đang mặc thì mình sẽ tô màu xanh dương. Tiếp theo, đôi giày của nhân vật này mình sẽ tô màu xanh ngọc cho đôi giày của nhân vật đang đi. Tiếp theo, nhân vật cô em út trong gia đình nhà Simpson thì mình sẽ tô màu nâu cho chiếc áo mà cô bé này đang mặc. Mọi người nhớ theo dõi hết video này để biết cách mình tô màu cho bức tranh của mình nhé các bạn. Chốt rồi chị nói nhá. Không, là bà rồi đấy. Chịu. Không biết đâu. Bạn là ép buộc người khác. Ép cung. Hôm qua chị nói thế em đã chuẩn bị một tâm hồn sạch đẹp để hôm nay đi ăn. Nhịn về ăn sáng đi. Mày đang kiểu quá. Ừ, qua để bụng cứ qua tối giờ thì cơm động. Và trái tim rất to ở giữa này thì mình sẽ tô màu hồng cho phần trái tim này. Xong tiếp theo là xin là phần cơ viên thì mình sẽ tô màu nâu nhá. Giờ thì nghe đứa triệu triệu nhá. Tiếp theo là phần tiệc hồi sẽ tổ nâu.
tiếp theo phần án bên dưới thì mình sẽ màu xanh thương nha. Và bức tranh thì ba anh em của gia đình nhà Simpson trong series phim hoạt hình cùng tên này đã được mình tô màu và hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. À, bye bye.